Dạ vâng, chào mừng tất cả quý khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng quay video và giới thiệu sản phẩm của cơ sở đồ gỗ nội thất Uyên. Và trong video clip của buổi tối ngày hôm nay thì cơ sở đồ gỗ nội thất Uyên xin trân trọng được bàn giao cho cô chú Hạnh Tú ở Bắc Giang một bộ combo sản phẩm của bàn ghế phòng khách, đó là một bộ bàn ghế tần cũng như là một chiếc kệ tivi mẫu kệ sofa. Và bác làm, và sau đây em xin mời tất cả các bác cũng như tất cả quý anh chị sẽ đi sâu hơn và cận cảnh về phòng khách của nhà cô chú Hạ Tú để em quay qua anh về bộ sản phẩm, bộ combo sản phẩm cũng như là em sẽ giới thiệu qua luôn về bộ combo sản phẩm này tất cả quý vị khách hàng nhé. Sau đây em sẽ đi gần hơn về phòng khách nhà cô chú. Đây là bộ bàn ghế tần khi được kê vào các bác nhé. Đây, các bác có thể chiêm ngưỡng xem về không gian nhà cô chú khi được kê bộ bàn ghế tần của bên cơ sở em vào. Đây các bác thấy này, bộ bàn ghế tần này thì được làm bởi chất liệu gỗ hương đá các bác nhá, và bao gồm thì có 6 món như trên màn hình, gồm một chiếc hoàn dài, hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn, một chiếc đông kẹp bàn và một chiếc đông con, và phân khúc của nó là phân khúc hàng cao cấp, hàng VIP các bác nhá. Còn đây là chiếc kệ tivi mẫu kệ sofa các bạn nhé. Đây chiếc kệ tivi, và em cũng sẽ giới thiệu qua luôn về bộ bàn ghế combo sản phẩm này. Về phần bộ bàn ghế thì đầu tiên em muốn giới thiệu đến các bác là chiếc đoàn dài này thì bên em với thước đoàn dài là 2m7, cao là 1m3 và sâu của em là 76. Về phần đầu tiên của chiếc đoàn dài là về phần cột bên em là cột liền các bác nhá, cột 12 cột liền, dáng cột siêu cong các bác nhá. Đây em quay cái cảnh dáng cột siêu cong cho bác luôn. Đấy, cột 12 cột liền, cột siêu cong. Đấy. Chương em làm cũng là chương liền các bác nhá. Đấy, chương liền xoáy, mặt trước chương là đục con rơi. Đấy, mặt trước chương là bên em đục con rơi. Đó. Còn về phần vách thì bên em đục là tùng cúc trúc mai các bác nhá. Vách là đục tùng cúc trúc mai của bộ sản phẩm này là được đục vách của nó được đục là tùng cúc trúc mai. Đây các bạn có thể chiêm ngưỡng, bên em đã dán nét đục của bộ tần này được đục cực kỳ là sâu và chi tiết và sắc nét. Đấy, kênh bóng rất là sắc nét luôn các bạn nhá. Đấy, bên em đã hoàn thiện lên theo được kỹ càng nhất và đẹp nhất. Đấy, được những đường nét đục và sâu và chi tiết như thế nào. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, còn ván mặt của bộ sản phẩm này thì đều làm nguyên một tấm và dày là 2 phân các bạn nhá. Đấy, đều làm nguyên một tấm và dày là 2 phân, được trộn vần cực kỳ đẹp rồi các bạn nhá. Đấy, khuôn tranh thì bên em làm dày A5. Đấy, khuôn tranh làm dày A5. Đấy, hàng ba lực cổ chỉ dày dặn, ba lực cổ chỉ của nó cực kỳ dày luôn các bạn nhá. Đấy, ba lực cổ chỉ của nó dày lên tới 4 phân. Đấy, ba lực cổ chỉ dày 4 phân. Yếm của bên em là yếm liền, dày 4 phần. Đó, chân là chân bản chân 14 các nhá. Đấy. Đấy, bản chân là bản chân 14. Đó. À, đây là hàng chân ven đế liền. Đó. Còn mai rùa của bên em cũng là mai rùa liền các bác nhá. Mai rùa liền xoáy. Pháo là pháo 8 và pháo 9. Đó, 8 và pháo 9. Còn tiếp theo là đến hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này thì bên em đồng kích thước là dài là 1m2, sâu là 76 và cao là 1m3. Đây, phần hai chiếc ghế đơn. Dáng ghế cực kỳ đẳng cấp của một bộ bàn ghế tầng siêu VIP cao cấp các bạn nhé. Đấy. Ván mặt thì đều được chọn phần kỹ càng. Đấy, ván mặt đều được chọn phần trong kỹ càng và tìm kỹ lưỡng. Đấy, các bạn chiêm ngưỡng về phần cột đây. Đấy, dáng cột đây. Cột bên em cũng được chọn vần cực kỳ kỹ lưỡng rồi. Còn tiếp theo là về phần bàn. Bàn này thì bên em kích thước là 981 x 1m57. Đấy, 81 x 1m57 là tính trên mặt bàn các bạn nhá. Đấy, tính trên mặt bàn 81 x 1m57. Và ván mặt bàn là bên em đục là đục thuận buồn xuôi gió các bạn nhá. Đấy, đục là đục thuận buồn xuôi gió. Còn về phần khuôn của phần trên của phần bàn là đường nét đục rích rắc, và chen kẽ đó cũng là những chiếc đồng tiền xu. Đấy, cực kỳ đẹp luôn, và mỗi bàn sẽ có một chiếc cần kéo các bác nhá.
đấy, một chiếc con kéo hiện thì tinh vi từ trong ra ngoài. Đấy, cái phần trước của nó là chỗ đú kéo ra kéo vào rất là tiện luôn. Đấy, phần trước quang thì có kích thước là 45x81. Đấy, và bán mặt của về trước đun kẹp thì bán mặt của trước đun kẹp này thì bên em có trước là 45x81 và bán mặt đun kẹp là đục kiểu người quần hội các bạn nhá, đục kiểu người quần hội. Và trước mặt của trước đun kẹp cũng xem mình đây, trước con kéo các bạn nhá, một chiếc con kéo đây, một chiếc con kéo đây, hoàn thiện từ tinh kỹ từ trong ra ngoài luôn. Đấy, phần con kéo thì luôn luôn được bên em hoàn thiện tinh kỹ từ trong ra ngoài. Cái phần cuối cùng là chiếc con con có kích thước là 40x40 à, phần cuối cùng của bộ bàn kê tân. Còn về phần kệ thì mẫu kệ TV sofa bên nhá, mẫu kệ TV sofa 2m4, bán mặt là phần rưỡi các bạn nhá, bán mặt của chiếc kệ này là phần rưỡi. Đấy, phần khuôn tranh. Đấy, phần khuôn tranh thì bên em làm giấy là 6 phần các bạn nhá. Đấy, đây là 6 phần. Và trước kệ TV này thì bao gồm có 4 chiếc ngăn kéo. 4 chiếc ngăn kéo. Đó, đây thì đây. 4 chiếc ngăn kéo. Đây, phần ngăn kéo đây. Ngăn kéo luôn luôn được hoàn thiện tinh kỹ từ trong ra ngoài các bác nhá. Phần bệ này đã được chọn phần này. Cực kỳ đẹp rồi. À, phần quay thì giờ nó cũng tối rồi nên nó cũng mất đi một chút đường nét của chiếc kệ cũng như là một bộ bàn ghế. Đó. Và thì sau đây thì em xin phép xin một vài ý kiến của cô Hạ về bộ bàn ghế, bộ combo sản phẩm này. Đây. Ôi. Cô. Đây, sau đây sẽ là một vài ý kiến của cô Hạ về bộ bàn, bộ combo sản phẩm này. Các bạn đây. Đây là cô Hạ. Cô có một vài ý kiến gì về bộ bàn ghế cũng như là chiếc kệ của cô không ạ? Cô rất hài lòng với màu sơn và chất lượng bàn ghế cháu làm. Cô Hạng và chú Tú cũng đã tin tưởng và về tận cơ sở để đặt các bạn nhé. Xin chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cô nhé. Cảm ơn cô rất nhiều. Và vừa rồi là một vài ý kiến của cô Hạng về bộ combo sản phẩm này. Thì các bác nào mà đang quan tâm đến mẫu combo sản phẩm này thì các bác có thể dành ra khoảng vài phút đồng hồ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình 0988 685 625. Và các bác có thể kết bạn Zalo để được bên em tư vấn, bên em sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của các bác với tất cả những mẫu sản phẩm các bác yêu thích, các bác đã quan tâm của bên cơ sở em. Video của em cũng xin đóng tại đây thôi. Hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo của bên cơ sở em. Giờ thì xin chào và hẹn lại ở các video tiếp theo.